Vâng, xin chào các bác. Hôm nay em lại gửi đến các bác một cây đa. Một cây đa thì cũng là một cây đa nhỏ thôi, không có gì đặc biệt lắm. Đây các bác này, 20-22. Chiều cao của nó thì cũng phải đến, xong xuôi thì chắc nó phải tầm 75 phân. Đấy. Nhưng cây này nó có một cái đặc biệt là cây đa quả, cây đa ăn quả. Đây các bác này, quả này. Đấy. Tất cả các cái này đang ra quả hết này. Đây các bác này, quả ngày mai ra rất là nhiều quả và nó còn chín nữa cơ. Đấy. Thì này các bác, cây này thì nói độ già thì rất già rồi. Đây các bác này. Đấy, thì em đang vẫn đang trong quá trình làm, đang làm ngành cây trực văn nhân, làm tay rơi. Đây cái tay này sẽ làm tay rơi xuống các bác này. Đấy. Đảo địa, cây này cho đảo địa. Đây thì sẽ vẫn đang trong quá trình nuôi, nhưng hôm nay em cũng gửi đến các bạn. Vác cây này. Cho nó cũng có không khí. Đây. Nuôi ở cái chậu này cho nó có nhiều cái lượng đất để cho nó phát triển. Thì lần sau sẽ cô vào một cái chậu nhỏ thôi, hoặc là cho bám đá. Nhưng trước mắt là vẫn đang còn trong quá trình nuôi. Đây các bác, rất tốt. Và sau này cây này sẽ rất nhiều quả. Đấy. Thân của nó đây, một thân. Đây. Một vòng cho các bác. Đấy. Đây là mặt sau của cây. Các bác biết là cái cây này ngày xưa nó bị mà nó đã sẹo, nó đã kéo gọi là gần như là níp hết rồi, chỉ còn bằng một ngón tay. Tất cả đây nó là vạt một lửa cây mà bây giờ kéo sẹo. Các bác biết nó nhiều năm tuổi mức độ nào. Đây các bác, cái đoạn này nó co. Đấy. Có gặp cổ nên cổ ngọn tương đối là rụt rịt. Tay này sau này phải lùi rất to này nữa này. Đây này, cho làm tay rơi xuống này, bác vết sẹo cắt đã mít hết rồi. Thì đây nó là dạng một cây đa, sau này nó chỉ là dạng mini thôi, dạng cho chậu nhỏ một người bê được thôi. Đấy. Vâng. Đây nó chỉ là một lửa cái bị vạt đi một lửa, nhưng mà bây giờ này mọi người sẹo đều đây chạy ra đây. Đấy, các bác biết này. 5 tháng cái này thì vẫn còn đang dây, vẫn còn dây để co kéo này, sẹo. Đấy. Thì cái này sau này thì cũng sẽ làm để thành một cái cây nó dạng vẫn là mini, nhưng mà nó có cái hay là nó rất nhiều quả. Đây. Cả cái này là quả hết rồi. Đấy các bác nhé. Đấy. Rồi, đây em cũng gửi từ các bác cái đa mini còn đang trong quá trình hoàn thiện. Mong các bác ủng hộ và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.